Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, nước Việt Nam ta có một số phận không thể tách rời với Trung Quốc, điều này là không thể chối cãi. Có thể nói ngoại giao giữa hai nước theo kiểu tay thì bắt nhưng chân thì đá. Chúng ta vẫn cần hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, nhưng đồng thời không bao giờ được quên đề phòng Trung Quốc. Bởi nhìn lại lịch sử cả ngàn năm thì người Việt Nam ai cũng nhìn rõ được dã tâm cũng như sự cháo trở thâm độc của gã khổng lồ phương Bắc. Chắc hẳn các bạn còn nhớ trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc vào một thái độ rất là khác lạ. Họ vừa nhắc đến cái tên Ukraine và sau đó thì không úp mở, Trung Quốc đã vào việc, vào vấn đề luôn. Trung Quốc nói với Việt Nam là sẽ không thể xảy ra một thảm kịch trong khu vực. Tại sao bỗng dưng ông ta lại nhắc đến vấn đề này và nói rằng sẽ không để xảy ra một thảm kịch tương tự như vậy ở châu Á? Nói thẳng nhé, đây là cách mà ông ta trấn an Việt Nam rằng Trung Quốc sẽ không đánh Việt Nam. Nếu Việt Nam cứ ngoan ngoãn đi theo đường lối 30 và 40 thì theo tôi cứ cái gì mà Trung Quốc hứa hẹn, Trung Quốc vỗ về thì ta cứ làm ngược lại. Và trên thực tế là các vị lãnh đạo trong Bộ Chính trị, từ Tổng Bí thư cho đến Thủ tướng đều đến thăm những vùng xung yếu giáp biên giới với Trung Quốc và có nguy cơ xảy ra xung đột nhất như một cách phản ứng kịp thời. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng thì đến thăm Quảng Ninh, nơi có cửa khẩu Móng Cái rất tấp nập. Ở Quảng Ninh có một cái điều khoản rất là oái ăm mà tỉnh này đã lỡ ký với Trung Quốc, đó là công dân Trung Quốc được phép lái xe sâu vào nội địa Việt Nam 180 cây số để du lịch. Hàng tháng sẽ có khoảng trên dưới 300 xe dưới 9 chỗ ngồi được phép vào Việt Nam theo diện như thế. Lệnh du lịch này được thí điểm vào năm 2018, đến nay đã là hơn 4 năm rồi. Tôi tin rằng số lượng xe được cấp phép đã lớn hơn rất nhiều và thời gian lưu trú trên lãnh thổ Việt Nam có thể lên đến 6 tháng cho mỗi xe du lịch. Lợi ích thì tôi không biết là thu được mấy đồng, nhưng mà chi phí cho an ninh để theo dõi những đoàn xe này thì tôi nghĩ là chả bỏ. Vì ai biết được trong những đoàn xe đó có bao nhiêu gián điệp, có bao nhiêu là quân nhân Trung Quốc núp dưới vỏ du lịch. Và chẳng may nếu xảy ra chiến tranh thì với khoảng thời gian 6 tháng nằm vùng trên đất Việt Nam thì bọn chúng đã thông thạo địa hình như thổ địa ở Việt Nam rồi. Vậy nên nơi đây đã giành được sự chăm sóc đặc biệt của Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương của chúng ta. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thì cũng có chuyến đi thị sát với tỉnh Bình Phước. Tỉnh này có khoảng 260 cây số đường biên giới giáp với Campuchia và có nhiều đường mòn, lối mở, tạt ngang, rẽ tắt khiến cho việc phòng thủ những khu vực xung yếu hết sức vất vả. Tiếp đó thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Trung đoàn Không quân 937, dạo quanh khu vực phía Nam với những vị trí trọng yếu. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thì cũng đi thăm các đơn vị công nghiệp quốc phòng và cũng cần lưu ý rằng vào trung tuần tháng 3 năm nay, con trai của Hun Sen là Hun Manet đã ký một thỏa thuận quân sự với Trung Quốc mà chúng ta không thể biết là họ định làm gì ở biên giới phía Tây Nam. Vậy nên tâm lý cảnh giác của Việt Nam là một điều rất dễ hiểu. Và năm ngoái, Trung Quốc đã tiến hành hơn 50 cuộc tập trận lớn nhỏ ở ngoài Biển Đông. Còn năm nay thì chúng dám đưa tàu chiến vào vùng độc quyền 200 hải lý của Việt Nam để dương oai giễu võ, mặc cho Việt Nam đã giao thiệp qua nhiều kênh ngoại giao một cách rất nhã nhặn. Khi thấy phản ứng của Việt Nam khá rắn thì phía Trung Quốc mới bắt đầu lên tiếng. Chúng tôi xin được trích đoạn nói chuyện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo thông tin từ phía đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV như sau, Vương Nghị nói rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai nước xã hội chủ nghĩa anh em. Chúng ta không thể cho phép tâm lý chiến tranh lạnh trỗi dậy trong khu vực để cho một thảm kịch giống như Ukraine lặp lại. Với tư cách là hai nước xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đoàn kết và hợp tác với Việt Nam để chống lại nguy cơ bên ngoài, đối phó một cách đúng đắn với các tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với khu vực và đóng vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. Họ Vương còn cáo buộc rằng Mỹ đang có những nỗ lực gieo rắc mối bất hòa và gây bất ổn ở Biển Đông bằng cách thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, là một giọng điệu kêu gọi Việt Nam chống Mỹ một cách rất quen thuộc. Vương Nghị nói với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn rằng Mỹ đã cố gắng làm suy yếu sự phối hợp và hợp tác giữa các thành viên ASEAN và Trung Quốc ở cấp độ kinh tế và an ninh sâu hơn, bằng cách tận dụng sự khác biệt giữa các quốc gia riêng lẻ và Trung Quốc. Đây là biểu hiện của tâm lý chiến tranh lạnh vốn đã gây ra xung đột quân sự ở châu Âu.
Vương Nghị cho biết, một khi Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC đạt được và đi vào thực tế, thì sự giao lưu hợp tác giữa các nước trong khu vực sẽ suôn sẻ hơn, mức độ hội nhập kinh tế sẽ cao hơn và mức độ phụ thuộc lẫn nhau về an ninh cũng sẽ cao hơn. Và điều này sẽ được cho là làm suy yếu một cách hiệu quả khả năng gieo rắc bất hòa của Hoa Kỳ. Theo cách hiểu của chúng tôi thì Trung Quốc nói một đằng thì ta cứ làm ngược lại vẫn là chắc bài nhất, và chắc chắn nhiều người trong số các bạn cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi. Nước bá quyền nhưng lại hay nói chuyện bình đẳng và bác ái thì lại giống như mấy ông trùm hay nói đạo lý như Quyết Còi hay Tân Hoàng Minh, những gián điệp Tàu Cộng vừa mới bị nhập kho vài tháng trước. Trong bối cảnh cuộc chiến mà Nga phát động ở Ukraine chưa thấy có dấu hiệu đi đến hồi kết, kinh tế Nga vẫn trụ vững sau những đòn trừng phạt của phương Tây và dân Nga chịu khổ chắc cũng quen rồi, thế nên cuộc chiến có thể sẽ kéo dài vài năm như thời đánh phát xít chứ chẳng chơi. Chúng tôi chắc chắn rằng có bàn tay của anh Tập ngầm giúp đỡ thì Nga mới có thể trụ được lâu như vậy. Khi cả hai anh Pu và Tập đã câu hẹn câu thề trong Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vừa rồi, Ukraine tưởng chừng được Mỹ và phương Tây giúp sức thì đang thất thủ. Nhiều cá lớn trong đó có cả NATO và Mỹ đang loay hoay trong cuộc chiến này. Điều đó đang làm cho anh Tập tin rằng sẽ có một khoảng trống quyền lực để cho Trung Quốc tiện tay dắt dê. Theo binh pháp tôn tử có nghĩa là Biển Đông hoặc là Đài Loan sẽ dễ có nguy cơ trở thành món ngon cho bữa tiệc bành trướng mà ông Tập muốn khao đồng đảng của ông ta trong Đại hội 19 này. Và đổi lại thì chiếc ghế quyền lực sẽ dính chặt vào đít ông ta cho đến chết. Trong một diễn biến khác, thế giới quan sát cho là cuộc chiến ở Ukraine và Nga sẽ còn lăng nhăng và bùng nổ lớn thêm vì các nguyên nhân sau. Cuộc chiến này đến nay không chỉ là chuyện giữa hai nước Nga và Ukraine nữa, mà còn kéo theo và mở rộng thành khu vực chiến trường ở Đại Tây Dương giữa Mỹ và khối NATO và Nga. Đảng Dân Chủ ở Mỹ thì đang tài trợ cho Ukraine chiến đến giọt máu cuối cùng và đến người Ukraine cuối cùng. Mỹ có thể sẽ chỉ tài trợ vừa đủ cho Ukraine số lượng vũ khí để họ không thua trắng tay, nhưng cũng không đủ để cho Ukraine thắng được người Nga. Thành ra cuộc chiến sẽ lằng nhằng kéo dài và Putin nói rằng Mỹ sẽ chống lại người Nga đến người Ukraine cuối cùng, nên ông ta sẽ tiếp tục cuộc chiến đủ để lôi kéo phía đồng minh vào bàn đàm phán theo hướng có lợi cho Nga. Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang lùng nhùng và chưa đến hồi dứt điểm, thì việc Tập Cận Bình liên tục có các hoạt động quân sự ở Biển Đông dẫn đến nguy cơ chiến tranh tràn lan ra khắp thế giới vẫn có khả năng xảy ra. Có thể nói là hòa bình thế giới hiện nay đang nằm trong tay của ông Tập Cận Bình. Nhiều người cho là Nga sẽ không làm gì Ukraine, nhưng cuối cùng thì Putin vẫn xuống tay và tấn công nước này đó thôi. Mặc dù Trung Quốc đã nói là sẽ không để cho chuyện giống như Ukraine xảy ra tương tự với Việt Nam, nhưng chúng tôi và nhiều người khác cho là chúng ta nên hiểu ngược lại, bởi vì chúng tôi vẫn cho là ông Putin đã tranh thủ với Ukraine, thì hà cớ gì ông Tập không thể tranh thủ động binh ở khu vực Á Đông. Chúng ta cứ nhìn vào việc các tờ báo của Việt Nam trong những ngày gần đây liên tục đăng bài về việc lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thay phiên nhau đi thăm các đơn vị chiến đấu. Là ta sẽ hình dung việc Đảng đã hiểu ý đồ của người láng giềng phương Bắc mà không cần nói. Có lẽ chẳng cần nói, cứ hành động thì Trung Quốc tự hiểu là Việt Nam đếch sợ Trung Quốc đâu. Và Trung Quốc chắc chắn bất ngờ vì điều đó. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.